Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Ok, xin chào tất cả các em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chế độ UREP cùng với một ý tưởng, đó chính là Gravet nha anh em. Rồi, khởi đầu thì mình sẽ mua một kiếm dài cùng với cả một thuốc tai sử dụng. Và có giao xe như top thì phải. Lấy được con mắt của tay bạn rồi. Nhìn qua thì có Talon, Scanner và CV à. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Ui, không xong rồi. Chuột ngay. Rồi nha. Một khi mình tích được 8 điểm của cái skill E thì đảm bảo với anh em khá là trâu nha. Tôi cực kỳ trâu nha. Chạy đi đâu? Ok, chín cấp đầu dành cho đội tuyển Việt Nam. Và không biết Hecari mình ta còn ở đây được không. Thôi, về thôi. Chúng ta đã có một mạng khởi đầu khá là ngon rồi. Tiếp tục về nhà thì mình sẽ mua thêm một cái kiếm dài đi. Kiếm dài, ok. Xuống boss thôi nào. Đấy, anh ta đã chọn ở trên top rồi. Có Zana boost nữa thì còn gì bằng đây anh em. Thằng trộm chó này. Thằng này nó hút như lượng lực. Ok thật anh em. Mày quẩy luôn. Thôi. Ma này thì Zana bút giáp cho mình hơi muộn. Lúc mình hổ báo lên thì chưa có lớp giáp của Zana cho nên là chúng ta bị bất cát là nhiều máu. Rồi, ông này lên đây. Ông này lên đây. Ui không xong rồi. Không xong rồi. Ui, này cầu máu kế phết nhờ. Chú lên cấp độ 2 cái đã. Cấp độ 2 cái đã. Rồi bọn này nó lên cấp độ 2 trước mình anh em. Bọn tôi thì có khả năng là dọn dẹp lính nó hơi chậm một chút. Thua level. Từ từ. Cứ bình tĩnh. Thôi chuẩn bị chết bây giờ ấy mà. Ai ra. Từ thôi. Bình tĩnh nào các bác. Rồi, ta là anh ta còn rất là thấp máu rồi. Không biết là anh ta có chịu về nhà mua đồ hay không. Về nhà hồi máu không đây. Nào. Ông này làm sao. Chạy đâu. Ngựa này. Ok. Ui, trong khi đấy thì Zana anh ta đã lấy đi mạng của Talon này. Chắc là anh ta vừa có một pha quy chính xác thì phải. Lấy từ trước đấy rồi. Nào, tiếp tục nào. Ông này tính làm gì? Tính làm trò mèo gì đây. Ui, thì vậy. Phát. Nó cứa chết hai anh em tôi luôn. Ghê thật. Pha này mình hơi chủ quan một chút. Thì cái lượng máu của mình còn khá là thấp. Nhưng mà mình vẫn chủ quan và không thể về nhà mua đồ. Rồi tiếp tục. Quay trở lại với boss nào. Time. Với cái skill quy dọn dẹp lính khá là nhanh cho nên bây giờ chúng ta hổ báo cao trôn được rồi. Cũng với cái mù nữa thì thôi em bạn sẽ rất là luống cuống. Cái W của này anh em, chúng ta có thể lên phép được. Gây ra một sát thương cực kỳ ảo nha. Và nếu video này được 1000 like thì mình sẽ cố gắng săn con Gray này tại chế độ UF và chúng ta lên full sức mạnh thuật nhá. Và anh em đang xem thì đừng quên là kéo xuống ấn like với cái kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, bứt ma như thế này còn không mọc kéo xuống. Mày làm sao? Ông làm sao? Úi xời ơi, băng trụ giết người là cứ như là ăn lính vậy anh em. ông đang rớt đi đâu đấy? Đang rớt đi lạc à? Nào, mình sẽ lấy thêm một nấc trượt tiền nữa nhá. Thôi. Lấy nấc tiền nữa. Chết đâu vậy? Đùa tôi sao? Không phải đùa người mình xa vậy anh em. Tầm quy của ông Talon này khá là xa rồi thì phải. Có lẽ mình đánh hơi ngáo quá. Nếu mà đánh chắc bắp quá thì lại
cố thủ quá phải không anh em? Ok, tưởng bị bệnh số chăm sóc. Hey, ông này ông Darius này tưởng của tôi bị bệnh cho nên là xuống hỗ trợ đây mà. Nào lên đây, lên đây Talon này pet ở đâu được 4 mạng chứ bộ. Thích solo đúng không? Ôi trời ơi, bắn ngu người luôn. Bụp. Hôm nay mà chúng ta được Janna bút nữa thì thôi, đảm bảo với anh em được cái lượng dam nó sẽ cực kỳ khủng. Nào lấy trụ luôn, ta chỉ lấy cái nấc tiền thôi. Ok, thì 6 phút nó sẽ mất đi những cái nấc tiền rồi. Có tem bạn nó đi đâu hết rồi nhỉ? Oh, Scanner. Không phải là Scanner, đó chính là người lửa. Người lửa này sao có 140 đồng thôi nhỉ? Mày nghèo nàn suy dưỡng quá nhỉ. Đây rồi, Hecarim. Có vẻ như anh ta đang đi farm rừng rồi thì phải. Đó, thấy có ít máu là thích phúc lắm đúng không? Húc đi, húc đi, húc đi. Tôi bắn cho hỏng người luôn anh em. Gầm cầu shotgun này bắn cho thì thôi. Nào đây. Gì vậy? Sao ông người lửa kia có thể trưởng được mình nhỉ? Là chắn của mình chưa hồi kịp. Nhỏ quá. Nào, dây cuồng nộ. Dây cuồng nộ nhanh nào. Ok, đã có dây cuồng nộ. Thì trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Gray và chúng ta lên 6 vô cực kiếm với anh em. Khởi đầu thì chúng ta sẽ cần những cái món tốc độ đánh một chút. Chút nữa thì mình sẽ bán hết đi và chúng ta lên 6 vô cực kiếm xem sao. Sức mạnh bá đạo của con này khi mà chúng ta đạt được cái bùi đồ độc bá thiên hạ, đó chính là 6 vô cực kiếm. Đây rồi, Trung bụng vệ. Chạy đâu? Trung eo thon phết chứ bộ. Eo thon ấy mà lại bảo bụng vệ. Nhìn thân hình gầy gò gọi là body 6 múi của con người lửa kia mà bảo Trung bụng vệ. Thật cái tên mà mới chơi cái vị tướng mà không hợp lý thế nào. Mới chơi mày mình béo đi. Thế mới là bụng vệ được. Ủa, không kịp rồi. Thì sai người ta cố gắng ấn đi cái hạt thông nổ nhưng mà rất tiếc ta lo người ta đã nhanh tay và quy vào người của cách xa trước đấy rồi. Đây tôi sẽ lên cái đại bác đi nhỉ, đại bác cho nó máu lửa, tại vì chúng ta cầm cái shotgun mà. Oh, Scanner. Ủa, Scanner cái gì đấy? Ai à, cái đờ của mình xong qua được tường nhỉ? Hay là mình đứng hơi xa rồi phải? Được sao, chúng ta lại có e. Ủa, ủa. Tôi một thụt rồi. Mà ông người lửa kia ông gần khóc luôn. Mà bá đạo thật. Còn ông ta lao này đam khá là ảo đây. Ghê quá. Có lẽ chúng ta không thể nào khinh thường ông ta lao này được. Rồi, CV. Lâu lắm mới thấy vị ứng đại này xuất hiện. Tham lam này. À, chạy đâu, chạy đâu. Nhanh quá. Chạy nhanh à? Chạy nhanh mà được. Ủa sổ ơi. Bắn vậy sao mà chơi nữa bây giờ anh em? Bắn vậy sao mà chơi nữa? Tăng hai cái trụ đi. Để bắn luôn. Ủa sổ ơi. Hai bắn một mạng. Từ 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 từ. Chạy đâu? Chạy đâu? Ủa trời ơi, Janna bút thế này chắc chắn là phải mình gọi là phải vinh danh nhiệt tình thôi. Hỗ trợ quá nhiệt tình như này. À, phải vinh danh. Ok. Cái ông AD này, tôi bắn cho một phát chắc là gần khóc quá. Quẩy luôn. Đã vậy là phải băng trụ luôn. Đã vậy là phải băng trụ luôn. Anh em thấy không? Ăn ti về phía đằng sau để cho chúng ta tiếp cận đối phương dễ dàng hơn. Hôm nào đây?
Rồi ơi, bọ cạp. Bọ cạp đúng là không biết lượng sức rồi. Ông nào cỡ hai bán một mạng như này. Đây là tôi còn thừa gọi là 4.000 tiền luôn, chưa về mua đồ nha. Mạnh quá ba đạo rồi. À, trung mục vệ. Cái gì đây? Người anh em Hecarim. Ông tính làm cái trò mèo gì ở đây? Ông không ổn rồi. Pha này mình lao vào nó, lao qua nó, không biết cái ông người lửa kia ông ở chỗ nào đó. Cẩn thận mất rồng, cẩn thận mất rồng. Ui, nguy hiểm quá. Đừng ăn rồng nha các bạn. Để chút mình xuống đây. Nào nào nào. Đây rồi. Các ông thích ăn rồng của tôi đúng không? Ông nào, ông nào. Ông nào ăn rồng? Ông này ăn rồng đúng không? Ông này ăn rồng. Ui trời ơi, triple kill. Ui, ông CV này đam cũng khá là ảo ấy nhở. CV mình nghĩ hồi nãy là mình thấy ông này đã có một cái vô cực rồi. Bảo sao đam đã ảo ấy. Thế anh ta còn trêu đùa với cả ông người lưỡi nữa. Nó bó rò luôn. Rồi, thêm một vô cực kiếm nữa. Mình sẽ lên cái chút nữa thì mình sẽ bán những cái kiếm Mazumu cũng như là bán giày đi luôn. Nào, sơ con rồng ngàn tuổi đi. Boom, boom. Ông nào đây, ông nào đây. Ủa may quá. Ông ấy bay, bay nhanh hơn một chút nữa thôi thì có khả năng là team chúng ta sẽ bị mất đồng rồi. Trời ơi, hai bán một bạn anh em. Trụ là cái gì? Cho tôi hỏi trụ là cái gì đây? Áp chế à? Áp chế à? Tâm ba cái trụ anh em. Có ra na bút nữa thôi. Siêu khỏe. Quá khủng luôn. 23 xác rồi. Đây rồi, đây rồi. Thử sức mạnh. Ôi trời ơi. Đây là định nghĩa của bốc hơi đây. Định nghĩa của bốc hơi. Boom. Ok. Tại vì ông Talon này ông lên cái áo choàng ở phòng tối ấy. Đây là cái quy hay cái đỡ của mình nó không gây là sát thương rồi thì phải. Không sao cả. Bây giờ chúng ta về nhà hoàn thành thêm được vô cực kiếm nữa. Bây giờ chúng ta đã có 3 vô cực kiếm. Chút sắp đủ cái tiền mà chúng ta mua thêm một cái dược phẩm nữa này. Dược phẩm. Đây, dược phẩm phẫn nộ. Bây giờ lượng đam của mình là 558 rồi. Ta có 30 linh hồn. Cái gì đây? Giảm mắt là ra nào. Ủa, áp chế tôi à? Áp chế là gì có bị mất máu. Áp chế thì ông phải cao chứ. Cao với ra đây. Choang chói các kiểu chứ. Hello. Trời ơi. What? Gì vậy? Đưa ra vết phiên bản gọi là chạy ngay đi à? Chặn đáy nỗi đau rồi. Đây rồi, đây rồi. Cái gì dạ? Ông kia sao lại bốc hơi thật trưởng vậy không? Anh á, ông có giải thích cho tôi biết được không? Tôi không hiểu nữa. Mình chỉ ấn nhẹ con chuột vào người của ông người lửa kia mà ông ấy mất tiêu luôn. Đây rồi. Úp. Đứng lên làm mạng nữa cơ mà không được. Làm sao? Thôi. Cái gì đây? Ok. À. Mấy cái ông này. Đây rồi đấy. Tôi chui qua được không ạ? Em cái ông CV với cả ông Brand kia. Kiểu gì mà cứ là ra phát là mình bắn phát chết. Bó giò luôn. Thì tôi cũng không hiểu được nữa anh em ạ. Sức mạnh của con này mà chúng ta lên lấy những cái bôi đồ chí mạng thật trưởng như này. Cẩn thận, thằng Talon ấy. Biết ngay là thằng Talon mà. Tôi biết ngay là thằng Talon mà. Rồi, đồng hồ cát à. Đồng hồ cát đây.
khi mà chúng ta đứng ở trong cái bong khói của mình ấy, tâm trạng nó rất là lẫn lộn. Đâu rồi? Ở trên này à? Đây rồi, đây, tôi đến. Chạy đâu cho thoát bây giờ? Cứ một bắn một mạng này thôi. Mình ăn được bao nhiêu mạng trong trận đấu ngày hôm nay nữa? Bây giờ là 34 mạng rồi. À, Scudder, mình em tính làm gì đây? Bắn gãy càng luôn bây giờ. Nào, Second Baron thôi. Talon mạnh quá. Talon mạnh thì đã có tôi ở đây. Nhân vật chính ở đây. Này thì mạnh này. Không nào. Úi xời. Ngựa. Này thì ngựa. Bắn hai bắn là ngựa ngất. Ui. Người anh em này liều nhờ. Liều nhờ. Hôm nay làm pha gọi là giật mình á. Không thể nào mà đoán trước được. Phát thôi. Chúng ta mà sơ sẩy thì có thể sẽ bị bắt Baron hoặc là rồng. Nào, về nhà chúng ta đợi con rồng thứ hai xuất hiện nào. Đây, bán cái giày đi. Và chúng ta lên thêm một cái vũ kiếm nhé. Tiếp tục bán cái này đi nào. Đại bác đi. Úi dồi ôi, 763 đam. Sau khi ăn con rồng này thì mình nghĩ lên tầm khoảng 800-900 đam rồi. Gì đấy? Mà được giãn na bút thì thôi, lượng đam nó sẽ lên. Ủa, cái gì đây? Cứ một bắn một mạng thôi anh em. Định nghĩa của one shot nha. Nhưng mà anh em và tôi nói điêu. Một bắn một mạng là rõ ràng. Uầy, 1000 đam rồi. Nhiều hơn mình nghĩ. Khi mà được chúng ta được giãn na bút nữa là 1000 đam. Đâu rồi? Đây rồi. Hai bác này chạy đi đâu? Đây rồi. Úi dồi ôi. Cộng CV anh em. Mà bảo với anh em thì game này không được chơi. Không được chơi game. Mình cứ bắn một phát một mạng này. Đây. Đâu rồi? Ôi. Bắt cua ghê đấy. Bắt cua này. Này thì bắt cua rồi. Quẻ kinh khủng luôn anh em. Thế mạng là có CV với cả CV này, Bran với cả ông ngựa kia. Là mình gọi là một bắn là một mạng ngay. Không cho chơi game nữa. Đây. Tạm biệt CV. Hãy chạy ngay đi. Chạy ngay đi CV. CV chạy đi. Ủa chạy nhanh phết nhở. Mình e qua tường ấy. Tốc biến luôn. Bắt là phải bắt bằng được. Ủa CV chạy nhanh quá nhở. Nào. Pem. Ok. Chạy hộ cái. Bây giờ mình sẽ về nhà và bán đi cái Mazumu này của chúng ta, lên thêm một vô cực kiếm nữa nhá. Ok. Việt Nam nói là làm. 6 vũ kiếm là có 6 vũ kiếm. Nhưng mình nghĩ là cái bộ đồ này nó hơi yếu khi mà chúng ta thay đổi những cái vũ kiếm thành những cái trang bị sát lực hoặc là gì đấy. Ủa nhưng mà không sao. Vẫn ổn. Vẫn one shot vẫn là dễ. Gần 1.100 đam luôn. Gần 1.100 đam luôn. Ảo thật. Cố gắng trong sự vô vọng à. Đây à. 44 xác rồi. Ủa. Khỏe quá. Bây giờ không được chơi game rồi. Ô, bây giờ tên bạn đã đầu hàng luôn rồi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Đừng quên ấn like và kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới. Tạm biệt.